Hello, my RB Lab student. Okay, welcome to our video lesson. In this video, I'm going to show you about the English text, right? Before we start the text, I'm going to show you some vocabulary. There are 20 words in the text, right? Okay, so today, bọn bạn chỉ tìm ra lại được học ní, đại cùng bọn tạm mời video mới ní. Xong sau cũng một can video khai khai như cái điểm sáng khai ok đà video này phóng đá cứ là cụ nâng mở điểm bật bốn và tiện tôn thần nâng ạ bọt tại môn này dường ạ bọt chừng sắc sàng tại lập bị sấn và ok tỏ chập đàn bọc này. So this word we can read vocabulary, right? Bị cái vật chất sao chẳng hạn. Okay, number one, pagoda. Okay, I mistake. Yes, pagoda. Pagoda, cứ dùng pramatha wat chẳng mà này, tì ram chẳng mà. Okay, Buddha, right? Buddha, Buddha cứ prapot chẳng mà, rupa prapot này. Offer, offer cứ đòi lại rồi cứ chuồn nữa rồi cứ bật kênh nhưng mà tại toàn bật song during và dùng prime time lòng pay là và sandy cứ bảo sạch mà đặt bỏ sạch vậy chẳng mà sandy trade nhé traditional traditional dùng prime time bật pay này nhé spirit nhé spirit spirit cứ vui nhìn được khăn đồn bị lưng chẳng mà money lời invite invite trên cho room ấy mua chẳng mò được có bà tệ tôn tình năng dương hào bà sáng dương thà niềm môn bà sáng ở chẳng mò nè xin mà xin cứ cầm được ba bà chẳng mò nè ancestor 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 dương prai mò chú sáng mai thà bộ bà cà rai chân nè bà bộ bà cà rai chân dedicate dedicate dương prai mò thà ở tức nè của tự phai chu này giống như này mountain 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 nó cứ phnom mà stages này stages ok stages stages nó cứ dùng prai mà tha bà put pa ma bà stages mà put pa ma vậy nó cứ sẽ khó bà đã sợ y môn stages lên hiện tại này và stages stages này dùng prai mà tha rupa đi mà co chẳng này và bus này bus 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 nó cứ dùng ngủ tật chẳng mà first 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 cứ tí mùi second second cứ tí pi third third đó tí bay mang mang phải song này build up nè build up nó cứ dùng phải là sang song rồi có thơ như mà bạn này bà này cứ chỉ vocabulary để tiện tôn tận ạ bạn để dùng trong xa mà tại kiện này bà tỏ là dùng chập làm thêm mà đó ok the title of the text is Pisat and his brothers my new year activity và dùng prai mà tha cam bắp hiệp nó không long bon chú chân nam bắp hiệp ni chít khmai là bao giờ nữa rồi bỏ bon pro bị sát hay là bị sát mà ok ha on the first day on the first day ngay tì mũi ở lên sông an chun rất nó ok on the first day I took some food to offer the monks at the pagodas. I built up at I built up a sandy mountain. On the second day, my brother and I gave some new clothes and money to our parents and grandparents. In the morning of the third day, we took food to the pagoda and invite the monks to the sandy mountain to dedicate these sins to the spirit of the ancestor.
And in the evening, we passed the Buddha statues. During the third day, we also play some traditional games and dance together. Okay. Then on the first day, như Prima thằng ngày thứ 1 và thằng ngày thứ 1, I took some food to offer the monk at the pagoda. Khi nhóm bạn dục chẳng hạn đấy, dục hà các bạn là bạn dùng gì để tôn một thông mà đá cứ dục hà đấy, chẳng khi nhóm bạn dục chẳng hạn đấy, thì chun bật song, nó ai vọt, hà có đá vọt đấy, và I build up nhóm bạn sang song, nhóm bạn phở được bạn pun nó ở Sandy Mountain, nhóm bạn pun ở Phnom Ksach Mui nhưng mà on the second day là ngày thứ pí my brother and I gave some new clothes and money to our parents and grandparents như bài thơ là ngày thứ pí đến cứ bọn bà bọc khá nhóm hay nâng khá nhóm một bàn đòi ai nế đòi ai nế xâm lý bọn bà thamay mùi chùm nún hay nâng lời bà lời cứ chôn đó là ở bụng đại là bà bụi dưỡng hay năng chị đôn chị ta là bà dưỡng năng bà chị đôn chị ta là bà dưỡng năng in the morning of the third day bà ngày thứ bảy nè the third day nè cứ ngày thứ bảy pe là nghe nó xâm tốc pe prak in the morning nè pe prak ngày thứ bảy pe prak we took food the pagoda and invite the monks to the sandy mountain to indicate sorry to dedicate the scene to the spirit of the ancestor bà. Chẳng nào thằng thì bay về Phật nó cứ dường bàn dục chẳng hạn tàu vọt này bàn dục à ha tàu vọt và ta dường gì là chẳng hạn cho họ sao dường gì tiểu tôi nằm vọt chẳng bà chắc ban vô chẳng hạn the word hay là ban invite and change được có nimon per song này invite the monk nimon per song to the sandy mountain cứ ban nimon per song tàu cái lại phần ông sai để dựng ban pool ngày môn đó và đầm bay và cái kia ủ tư và thay ở nơi cái kia và chẳng hạn tiếng nước bà được có bà bạc cam để dân bàn sang hay mình lo nó cứ tất đo nhiên là khăn và ông bà cài đây chôn để bàn chạy than tàu chẳng mà bà ok hay nó khăn ông bây là nghe nhé and in the evening hay nó bây là nghe dân bàn ngủ tật ao rụp bà để mà coi bà bạc bột bà đã dân phải mà chỉ xa khám để dân nằm dưới yếu cái thứ hai nó không phải là người đó cứ dưỡng bán sòng prè và dần dần chóng sòng prè thì chọn con cái ngụt tật cái độc và liên sầm an đó rupa để mà coi đó bà cứ dừng chọn dây tha ở sòng prè năng bà chẳng bây giờ những prai chọn bị với cứ ngụt tật ao gì ao rupa để mà coi đẹp bốn năng bà ở dừng dây phía xa sầm an những lọp dây cứ dưỡng sòng prè và sòng prè long pay đài sắm tóc during the third day nằm long pay là nghề sắm tóc pay là ngày thứ bảy nè third day ngày thứ bảy nằm long pay ngày thứ bảy nắng đá cứ we also play some traditional game and dance together và nằm ngày thứ bảy nắng đá cứ giờ nắng có ban lên mà nơi là bài bị chia prai này là bài bị chia prai là bài bị bay ni này mua chùm nuôn mà hai là ban rom chùm mua cái này đèn được nghề đó rom chùm mua cái ok ta nói ở nhóm sông an mà đang tiếp mà hay như này mình chọn bị ô bà Happy Sat and his brother come New Year activity. On the first day, I took some food to offer the monks at the pagodas. I built up a sandy mountain. On the second day, my brother and I gave some new clothes and money to our parents and grandparents.
In the morning of the third day, we took food to the pagoda and invited the monks to the sandy mountain to dedicate this scene to the spirit of the ancestor. And in the evening, we bathed the Buddha statues. During the third day, we also play some traditional game and dance together. Okay. À, chắc là nắng ăn tập bát bao nhiêu của bạn bật chọc hay bật sân chỉ ôn ôn đấy mình là chấm ngón của bạn ai chờ comment là các con video bà khi bạn đang bỏ sai chun bà hay nộp bên ngoài đấy có xong bật chọc video thì tâm mình học con chơi bài bài like bà bật sân chỉ ôn ôn để tập tài chun mà thay máy bà toàn bạn subscribe bà hay bật sân chỉ bên chân đầu ca bằng riêng mà được rú បងប្អូនចង់តាមដានវីដេអូបន្តទៀតនោះគឺកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលគ្រូប្រាប់ឡើងជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ